đây xong chị xuống nhá. Cảm ơn em nhá. Anh chị em và các bạn đã đến với không khí Noel của tổ công đoàn phòng hành chính nhân sự Vietcombank Bắc Ninh. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là cùng Vietcombank hiện thực hóa ước mơ mỗi ngày. Cây thông Noel đầy sức sống, tượng trưng cho niềm hy vọng và sự sống mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Dù trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, cây thông mang tên Vietcombank Bắc Ninh vẫn tràn đầy nhựa sống, kiêu hãnh để vươn mình tỏa hương. Sức sống ấy chính là thành quả, là sự cố gắng không ngừng của cán bộ Vietcombank Bắc Ninh, là nơi chứa đựng biết bao yêu thương, gắn bó, niềm tự hào của bao đứa trẻ của bố, mẹ hoặc người thân công tác tại nơi này. Tâm điểm trên từng cành thông không phải những đồ trang trí bắt mắt, nơi đó sáng lấp lánh bởi những điều ước giản dị của từng cán bộ gửi gắm. Suy nghĩ, viết ra những điều ước và trang trọng treo lên cây thông ước nguyện, cây thông Vietcombank Bắc Ninh. Trên đỉnh cây thông là biểu tượng ngôi sao Giáng sinh, là ánh sáng thắp lên một năm mới ấm áp, hạnh phúc. Từng bước để có được Vietcombank Bắc Ninh ngày hôm nay, không thể thiếu ánh sáng dẫn đường của những ngôi sao ấy, những người thuyền trưởng chèo lái con tàu Vietcombank Bắc Ninh trong suốt những năm qua. Bên cạnh ánh sáng ngôi sao dẫn đường, chính là ánh sáng hồng rực rỡ của muôn vàn ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi. Đó là sự nhiệt huyết, sự quyết tâm của toàn thể cán bộ Vietcombank Bắc Ninh chuẩn bị cho một năm mới đầy bứt phá. Cây thông càng lớn, điều ước càng sống thành hiện thực. Hãy cùng chúng tôi, tổ công đoàn phòng hành chính nhân sự góp phần cùng Vietcombank hiện thực hóa ước mơ mỗi ngày. Hãy ước mơ thành thân, mình cùng gắng sức lên nào, góp sức trẻ của mình bứt phá tháng ngày vừa qua. Vietcombank là nhà gắn bó thân thiết thật thà, xây ngôi nhà thật cao thật to với những đứa con sum vầy. Đêm Noel, ta hãy cùng tinh tinh. Nào về một, nào về hai, chúng ta cùng nhau chung tay. Đêm Noel, ta hãy cùng tinh tinh. Vui Noel, vui đêm Noel, vui biết tao manh mặc.